Một cơm có một chút cay độc mùi vị lập tức thuận hòa ra mà xuống, trượt vào chính mình trong bụng. Trong chốc lát, một cơm tựa hồ như là lò luyện nhiệt năng lượng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân bên trong. Mồ hôi cơ hồ là trước tiên liền theo làm hiền vũ trong lỗ chân lông hướng ra phía bên ngoài tràn ra. Hắn chỉ cảm giác rằng mình cả người đều giống như bị nhem nửa như vậy. Hồn lực sôi trào, huyết mạch vòng xoáy cũng trong nháy mắt sôi trào. Ngọn lửa vô hình lan tràn tại thân thể của hắn mỗi một ngóc ngách ở bên trong, điên cuồng nung khô lấy thân thể của hắn. Làm hiền vũ phát hiện chính mình thế nào sợ chẳng muốn di chuyển đều đã không làm được. Cái này nóng bỏng cháy ở trong không chỉ là tại trên thân thể của hắn, thậm chí liền tinh thần chi hải cũng bị thiêu đốt lấy. Toàn bộ tinh thần chi hải đều đã biến thành một cái biển lửa. Tốt mãnh liệt lực lượng, làm hiền vũ lúc này có một chút hối hận, ứng biến lên hỏi một chút làm hồ điệp lại ăn. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể là cắn chặt răng, miễn cưỡng khống chế chính mình huyết mạch vòng xoáy kéo dài xoay tròn, hấp thu ở trong không khí sinh mệnh năng lượng. Tại nung khô quá trình bên trong, làm hiền vũ toàn thân dần dần kịch liệt, giống như cả người đều tại hòa tan. Từ bên ngoài xem ra, cả người của hắn làn da đã kinh biến đến mức một mảnh đỏ bừng, nhưng cũng có thể thấy có vầng sáng nhạt nhạt ở trong cơ thể của hắn lưu chuyển, trong không khí sinh mệnh lực lượng giống như là trăm sông đổ về một biến, hướng hắn hội tụ mà đi. Tại ở trong động quật, những cái kia sinh mệnh thủy tinh tại thời khắc này đều phát sáng lên, tất cả ám nguyên tố, quang nguyên tố tại đây một cái chớp mắt cũng biến thành táo bạo dâng lên, để hướng ra phía làm hiền vũ phương hướng dâng trào mà đi. Có một chút mờ mịt, mở ra hai mắt to, Lam Hồ Điệp lúc này theo bản năng hướng trước mắt làm hiền vũ nhìn lại. Nóng quá, làm sao lại nóng như vậy? Nàng lúc này sờ lên móng vuốt, mong muốn chạm đến làm hiền vũ, nhưng lại cuối cùng là không có đụng chạm lấy hắn. Nhìn xem toàn thân đỏ bừng làm hiền vũ, trong lúc nhất thời, nàng không khỏi có một chút mờ mịt thất thố. Đúng vào lúc này, trong đầu của nàng vang lên một âm thanh. Tu luyện, cảm thụ trên người hắn khí tức biến hóa, dẫn dắt người tự thần khí tức cùng với hắn tương hợp, tiến hành tu luyện, hắn ăn cho người cái viên kia trái cây. Ba ba, cái kia là ta muốn cho người đó, người không phải nói cái kia rất tốt sao? Lam Hồ Điệp lẩm bẩm nói, nhanh tận dụng thời cơ, nghe lời. Trong đầu âm thanh trở lên uy nghiêm rất nhiều. Lam Hồ Điệp lúc này có một chút ủy khuất móng vuốt ở bên người một túm, mắt mở ra một đạo màu bạc không gian dò xét đi vào, nắm làm hiền vũ cho nàng, cái kia trang bị xinh xinh bất tức quả hộp lấy ra ngoài. Ba ba, thật sự muốn ăn sao? Nàng hỏi lần nữa, nhanh không một lãng phí thời gian. Trên người của hắn khí tức đối với dẫn dắt huyết mạch của người, chân chính phức tạp thích hợp nhất là trợ giúp cực lớn. Ba bào vô phương hoàn thành sự tính, tương lai phải nhờ vào người tớ đột phá được bình chướng. Âm thanh có một chút dồn dập lên. Lam Hồ Điệp chưa từng nghe nói bà bà dùng dạng này ngữ khí nói với mình, không dám sơ suất, lúc này mới làm mở ra hộp mà đem bên trong sinh sinh bất tức quả nạp vào trong miệng. Lập tức thì nồng đậm sinh mệnh năng lượng truyền khắp toàn thân, còn có một số cũng bình thường hấp thu sinh mệnh năng lượng ở chỗ khác biệt, khí tức lúc này tùy theo đó truyền vào trong cơ thể của hắn. Mà đúng lúc này, là miền vũ chỗ ngực, kim ngân vòng xoáy ánh sáng đã là như ẩn như hiện, bên trong thất thải vầng sáng lưu chuyển, tàn mát ra thuộc về chính mình hắn khí tức. Nóng quá, nóng quá. Làm hiền vũ trong ý thức chỉ có như vậy, toàn bộ thân thể phảng phất đều đang thiêu đốt. Mấu chốt là hắn phát hiện, mặc dù mình tinh thần chi hải cũng đang thiêu đốt, có thể giờ khắc này hắn lại trở lên trên vô cùng tỉnh táo, cảm giác rõ rệt đạt được thân thể mỗi một phần biến hóa. Thân thể thật giống như là tại hòa tan, tất cả kinh mạch, xương cốt, thậm chí là nội tạng mặt ngoài đều xuất hiện ra nhỏ xíu hòa tan dấu hiệu. Càng đáng sợ hơn chính là giống như liền hội tụ ra lực lượng của chính mình cũng đều tại trong hòa tan giống như vậy. Khác biệt duy nhất lên chính là huyết mạch vòng xoáy. Huyết mạch vòng xoáy bên trong, kim ngân huyết mạch chi lực lượng đang thiêu đốt, trung ương thất thải huyết mạch hạch tâm cũng đã đang thiêu đốt, mà cái kia màu sắc rực rỡ hào quang bùng cháy phía dưới của hắn huyết mạch chi lực lượng chuyển hóa tốc độ rõ ràng đang tăng nhanh. Liên chính là lúc trước hấp thu quang nguyên tố, ám nguyên tố tối tăng cường long thần huyết mạch lúc lướt chuyển hóa, so với lúc trước trọn vẹn nhanh mấy lần không thôi. Cho tới giờ này, hắn long thần huyết mạch tốc độ tăng lên đều vô cùng chậm, chẳng qua là tại trong thuế biến thời điểm mới là từng có một lần so sánh tăng lên trên diện rộng, nhưng bây giờ cũng chỉ là chiếm cứ toàn bộ huyết mạch.
vòng xoáy một phần ngàn thể tích mà thôi. Mặc dù như vậy liền đã có thể chống đỡ lấy hắn long thần biến, mà giờ này khắc này hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được cái này một phần huyết mạch hạch tâm ở tại tăng trưởng, nội thị có thể là thấy được tăng trưởng. Nhìn xem nó tăng trưởng, tất cả thống khổ tại trong thời khắc này làm Huyền Vũ cảm giác rằng mình đều có thể chịu được. Mong muốn tăng cường cái này long thần huyết mạch lực lượng, cái nào là không dễ dàng đấy. Mỗi một lần tại trong hải thần hồ hấp thu hàng loạt sinh mệnh năng lượng, chính mình đi qua không ngừng chuyển hóa quá trình bên trong, hồn lực sẽ tăng cường, huyết mạch chi lực hoàn thể cũng sẽ tăng cường. Duy chỉ có huyết mạch cái này hạch tâm tăng cường tốc độ lại là chậm, chỉ là chậm lại. Nana đều từng đã nói với hắn, đây không phải là nóng nảy sự tính, cần phải không ngừng tăng lên huyết mạch chi lực để chúng nó thay đổi một cách vô trì vô giác dần dần dung hợp. Từ khi có cái kia một khối long thần lần phiến về sau, hắn kim ngân huyết mạch đã sẽ không đụng vào nhau, đây là rất tốt trạng thái. Có thể sửa các này, hắn lại phát hiện ra thiên tử quả lớn nhất hiệu quả ngày thể ở. Hiện tại hắn hấp thụ chỗ có sinh mệnh năng lượng dùng vào thân thể bên trong hết thể năng lượng, tất cả đều tại vì tăng lên trong huyết mạch cái kia thất thải hạch tâm mà tiêu hao. Bình thường đều chính là toàn thể tăng lên, nó tăng lên chậm nhất, mà giờ này khắc này lại là giống như chỉ là có nó tăng lên, mặt khác năng lượng đều tại hướng nó chuyển hóa. Cái này cũng bao quát hắn theo trong không khí hấp thụ ra mà đến sinh mệnh năng lượng, quang nguyên tố, ám nguyên tố, tất cả những thứ này. Thật không hổ là có thể thuần hóa huyết mạch thiên tài địa bảo, cái này nếu là đặt ở hối đoái trung tâm, không biết có thể là bán bao nhiêu tiền, khẳng định không phải con số nhỏ, mười mấy miếng là phát tài. Có điều nếu như mỗi người đều có thể ăn ba khóa, giống như cũng không có cái gì có thể bán, cũng là vừa đủ đồng bạn điểm. Cái này phân loại suy nghĩ chẳng qua là theo trong đầu của hắn chợt lóe lên, rất nhanh hắn liền chìm vào trong tu luyện, yên lặng cảm thụ được thân thể của chính mình biến hóa. Hắn cũng không biết chính là tại trong bộ ngực của hắn chỗ lòng thần lân phiến lúc này đã bắt đầu thoát ra huyệt lệ ánh sáng chói quang thải, bảy màu vầng sáng chiếu sáng trước ngực cũng chiếu soi tại làm hồ điệp bên trên thân. Nhắm mắt tu luyện làm hồ điệp lập tức bịt kín ra một tầng nhàn nhạt bảy màu mà nó trên người, chính mình màu vàng kim cùng với ánh sáng màu đen cũng bắt đầu trở lên trên càng ngày càng nồng nặc lên. Một người một hồ liên tại sáng này trạng thái thay đổi sang một cách vô trì vô giác biến hóa và tu luyện. Đến với trụ sở, lão sư Hiền Vũ vẫn chưa về, không có sao chứ? Lưu Phong, Đống Thiên Thu làm mộng cấm dường vụ cách lúc này cùng một chỗ tìm tới Tiếu Khải. Lúc này đêm đã khuya, có thể là Miền Vũ lại vẫn không có trở về. Lưu Phong cùng với Đường Vũ Cách đều có một chút biến hóa kỳ dị, nhất là Lưu Phong, da của hắn mặt ngoài nhiều ra một chút nhàn nhạt màu bạc hoa văn. Đây là bởi vì hắn tại cùng với Kim Cước Long cử hành xung hợp nghi thức thời điểm, bởi vì tự thân không có đến đem muốn tăng lên điểm giới hạn, cho nên chỉ có thể dùng phương thức đặc thù nhường Kim Cước Long dung nhập ở trong cơ thể nguyên nhân. Đợi đến hắn tu luyện tới 50 cấp, có thể cơ bộ dung hợp Kim Cước Long cái hồn ký thứ nhất này, sự biến hóa này sẽ biến mất. Đường Vũ Cách cũng đồng dạng có biến hóa, nàng thay đổi lớn nhất ở chỗ tóc màu sắc. Giờ này khắc này, nàng tại cái kia tóc dài một nửa là màu đen, một nửa khác là màu trắng, chính là âm dương hỗn độn chỉ sắc, đó là âm dương hỗn độn điều lưu lại. Chỗ của người dùng không ít thời gian để cũng tự mình lựa chọn hồn linh ký kết kế ước. Toàn bộ năm nhất ban đầu, bàn một có thể nói là tiến hành sau một lần toàn thể thuế biến. Chân chính không có hồn thú công nhận, hiện tại cũng chỉ là còn tại làm Miên Vũ, làm Mộng Cấm, Đống Thiên Thu cùng với Tinh Đình Nữ Vương giờ đi chính là Nguyên Ân Huy Huy bốn người. Toàn lớp 33 người, có 29 cái đều bị chân chính hồn thú nhận có thể hóa thành hồn linh. Loại tình huống này tại trong học viện sửa lại khắc gần nhất mấy trăm năm trong lịch sử đều chưa từng có. Cho nên hôm nay Tiếu Khải tâm tình đó chính là phá lệ tốt, thậm chí có thể nói chỉ là hứng phấn, còn mang theo một chút nhàn nhạt thất lạc. Lúc trước chính mình làm sao lại không thể nào lập được một cái dạng này lấy đấy. Sau khi trở về, Lưu Phong đã đem tình huống lúc đó nói cho hắn biết, mặc dù Tiếu Khải cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể bị thật sự sao nhiều hồn thú tán thành, hiện nhân chính là làm Hiền Vũ có quan hệ trực tiếp. Mà hắn cùng với hồn thú quan hệ trong đó, nhưng mọi người có thu hoạch to lớn như vậy, chẳng qua là không biết vì cái gì chính hắn như trước không có hồn linh.
sẽ không có sự tình gì. Hồn thú đối với Lam Hiền Vũ rất là thần hóa, mà lại dựa theo hồn thú của mấy nhân loại cũng thả khế ước, chúng nó không thể nào chủ động thương hại chúng ta. Huống chi còn có Uông các chủ quan tâm, các người yên tâm đi, đều sẽ đi tu luyện. Còn có một ngày liền muốn cử hành nghi thức, hôm nay tới đây thôi các người thu hoạch đều phi thường lớn, thật tốt lắng động, thật tốt tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày cùng với hồn linh chân chính xung hợp, đến lúc đó các người sẽ có gần như là một bước thuế biến, cũng là chân chính bắt đầu gia tăng tốc độ trưởng thành. Đối với chính mình cái này đệ tử, Tiếu Khả hiện tại cũng đã càng ngày càng hài lòng, chịu nỗ lực so với người khác đều càng thêm nỗ lực cùng với liều mạng. Thiên phú cũng bởi vì Lam Hiền Vũ nguyên nhân có một chút tỉnh bổ lên mà tăng lên. Đã thức tỉnh ra Bạch Long Vương Vũ Hồn, như thế này được trời ưu ái điều kiện, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lại thêm lần này kiềm cực long hồn linh xung hợp, tất nhiên sẽ lệnh tu vi của hắn tốc độ tăng lên lần nữa tăng tốc, có thể càng sớm trưởng thành hơn. Nghĩ đến đây chính mình mang lớp, hiện tại thì Tiếu Khả được hứng phấn không được, không thể nghi ngờ sau khi trở về đãi ngộ của mình hẳn là sẽ có chỗ đề cao. Mặc dù những hài tử này xà tốc trưởng thành giống như cũng không có chính mình quan hệ quá nhiều,